Hello, xin chào quý anh chị và các bạn ha. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy ăn Thành Phát Tân Uyên nha mọi người. Thì hôm nay mình lại cập nhật cái lô ad cho mọi người ha. Ad 155, ad 150 rồi MX King ha. Ad 155 này gần như là đủ nha mọi người. Hôm nay thì mình sẽ quay nguyên hết cho anh chị và các bạn ha. Và đặc biệt thì có ad 155 bản 2022 nữa nè mọi người. Thì nhìn sơ qua thì mình thấy như vậy ha. Có gì mình sẽ báo chi tiết cho mọi người ha, các bạn chịu khó nha. Mua ad nên xem video này. Rồi đồng hành giới thiệu mình trong hôm nay thì có em Lệ sẽ hỗ trợ giới thiệu cho anh chị và các bạn ha. Mời Lệ. Xin chào mọi người ạ. Hôm nay thì em lại tiếp tục cập nhật cho mọi người giá xe của dòng xe cực hot trên thị trường hiện nay, có thể là hot nhất là Yamaha Exciter 155 nha. Hiện tại thì em sẽ cập nhật giá theo phiên bản anh quay trực tiếp cho em đấy ạ. Phiên bản limited màu xanh quân đội này hiện tại cửa hàng em đang bán giá là 47 triệu. Phiên bản cao cấp limited cũng giống như phiên bản cao cấp thì nó có tích hợp đầu mót ở đây ạ. Ví dụ như mọi người mà về quê đi đường xa ấy, nhưng mà điện thoại hết điện thì có thể tận dụng cái ổ này để sạc điện thoại nha. Thiết kế của yên xe được êm và cải tiến hơn so với F150 nên là mình đi đường dài sẽ rất là thoải mái. Hiện tại cửa hàng em có đầy đủ 5 màu zin của phiên bản giới hạn là màu xanh quân đội, màu vàng, màu xám xi măng, màu trắng. Đó, có đủ nha mọi người, đủ các phiên bản luôn. Thứ nhất là phiên bản kỷ niệm 60 năm có này. Hiện tại một trong những phiên bản mà bán chạy nhất đó là phiên bản màu xi măng mà mâm cam ha mọi người. Bản này có tại cửa hàng luôn, số lượng rất là nhiều nha mọi người. Hàng này bán cũng dữ lắm á, anh em nào mua thì mình tranh thủ ha. Ngoài ra thì đây, thì sẵn đây quay luôn cái bản này cho em. Bản này là bản 2022, hàng phiên mới về. Phiên bản tiêu chuẩn phiên bản 2022. Hiện tại cửa hàng em đã có nhập đủ màu đỏ nhám, màu đen nhám và màu vàng. Hiện tại phiên bản này đang có bản giá. Này là 2022 thì làm gì có màu vàng. Thiết kế tem nổi hơn và đẹp hơn so với lại phiên bản cũ. Phiên bản này nhà em bán cũng đang rất là chạy ạ. Phiên bản này hiện tại có giá là 43 triệu ạ. 43 triệu thôi mọi người. Đúng cũng vậy. Là bản tiêu chuẩn nên có 43 triệu. Nó cao hơn phiên bản cũ 1 triệu thôi. Trả trước bao nhiêu em? Phiên bản này thì cửa hàng em hỗ trợ không cần trả trước ạ. Không cần trả trước luôn. Còn phiên bản giới hạn thì mình trả trước giúp em từ 4 triệu là có thể mua cốp nhận xe ngay rồi ạ. Rồi ok. Cửa hàng em đang hỗ trợ mức trả trước thấp, rất là ưu đãi, rất là thấp để cho mọi người có thể mua xe chạy trong dịp Tết này thì mọi người còn phải để tiền để về quê nữa. Đó. Phiên bản kỷ niệm 60 năm cũng bằng giá. Dạ đúng rồi, 47 triệu 500, cao hơn 500. Rồi ok. Ngọc trai cũng tương tự. Còn xanh ruby sao em? Xanh ruby thì hiện tại giá vẫn ổn định ở mức là 44 triệu 500 ạ. 44 triệu 500. Rồi, S150 em. F150 thì giá vẫn ổn định là 42 triệu anh. 42 triệu. Dạ vâng. MX King mà bản kỷ niệm 60 năm. Bản này hiện tại của hàng em. Của hàng em đang bán giá là 44. 44 hả? Dạ đúng. 44. Coi cần trả trước không? Bản này MX King F150 thì trả trước giúp em từ 3 triệu, còn màu này thì trả trước giúp em 4 triệu là được. Ok. Đó, kỷ niệm 60 năm thì trả trước 4 triệu. Rồi. MX King thì có bản màu vàng chanh nữa này, mình thấy anh em có hỏi này. Vàng chanh xưa, xanh GB, màu đỏ bóng và màu đen thì hiện tại cửa hàng em đang bán giá đồng giá là 42 triệu. 42 triệu. Dạ, vàng chanh này, màu đỏ bóng này, màu xanh ruby là đều 42 triệu cho mọi người. Dạ vâng, màu zin ạ. Còn ví dụ rồi. Như mọi người lấy màu độ này thì cộng giúp em thêm 2 triệu nha. Còn đối với cái bản mà S150 phiên bản giới hạn màu xám bạc cam. Phiên bản này thì cũng cao hơn 500 thôi ạ, 42 triệu 500. 42 triệu 500. Giá xe rất là cực kỳ tốt luôn mọi người. Mọi người tranh thủ mua đi, chỉ cần cầm chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân qua là em có thể hỗ trợ mọi người lên hồ sơ trong vòng 15 phút nhận xe ngay luôn rồi. Rồi ok. Đó thì mình vừa lướt qua cái lô ad này anh chị và các bạn ha. Gần Tết rồi, anh em nào mua thì mình tranh thủ thời gian nha. Thì các bạn nào mình cần hỗ trợ nhiều quá thì mình cứ kết bạn qua Zalo của em Lệ thì em Lệ sẽ hỗ trợ. Rồi ok, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn.